Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm trước đó là mình cũng có làm cái chuối ép đó các bạn. Là các bạn thấy miếng cái miếng chuối ép của mình á, nhìn nó có ngon hay không ha. Thì hôm nay là mình cũng tận dụng mình lấy cái chuối ép này á, thì mình sẽ làm cái mứt chuối dẻo cho gia đình mình thưởng thức ha. Thì nếu mà mình làm cái chuối tươi á, thì mình sẽ sên á, thì nó lâu hơn. Còn mà mình làm cái chuối ép mà phơi khô như vậy thì mình sẽ làm nó nhanh hơn nha các bạn. Thì nguyên liệu mình gồm có thì mình cũng có chuối ép nha, với lại 250g đường, 200g đậu phộng, 50 mè rang, với lại một ít muối và một nhánh gừng và một trái chanh và nửa trái khóm. Thì trước tiên là mình sẽ sắc sắc chuối ra và mình sẽ để riêng, rồi sau đó thì mình sẽ sắc gừng nè, với lại mình cũng bằm luôn cái phần khóm nha. Thì bây giờ là mình sẽ cuộn chuối lại rồi mình sẽ sắc ha. Thì mình cũng cuộn như thế này, và sau đó thì mình dùng dao á, thì mình sẽ sắc miếng chuối của mình cho vừa miếng ăn thôi, đừng có sắc mỏng quá nha các bạn, mỏng quá cũng không ngon mà dày quá cũng không ngon nha. Đó, mình cắt theo cái miếng như thế này là được rồi nè, từng miếng sợi như vậy là được nè ha. Thì bây giờ là mình sẽ cắt chuối cho đến hết thôi. Các bạn thấy cái miếng chuối của mình á, mình phơi nó rất là dẻo, và với lại nữa cái miếng chuối mình nó vàng ươm, nhìn nó ngon. Mà trời nắng rát á, thì mình phơi chuối như vậy á, miếng chuối nó mới ngon nha. Còn nếu mà mình phơi vào lúc mà trời mà không có nắng nhiều á, cái mình phơi á, thì nó ui á, thì cái miếng chuối của mình nó ra nó bị đen á, thì nó không có được đẹp, nhìn nó cũng không có ngon nữa. Gần á, thì mình cũng sắc sợi nha các bạn. Đó, mình cũng cắt ra miếng mỏng thì mình sẽ sắc sợi sợi như thế này. Đặng khi mà mình ăn mà cái mứt chuối dẻo của mình á, mình ăn nó có gần như vậy á, thì nó sẽ thơm, nó sẽ ngon ha. Và mình ăn nó cũng ấm bụng nữa các bạn. Thì mình sắc gần xong á, thì mình sẽ bằm luôn cái phần khóm nha. Khóm á, thì mình cũng bằm cho nó nhỏ nhỏ ra các bạn, cho nó nhuyễn nhuyễn giống như mình nấu canh chua vậy ha. Mình bằm cái việc là mình bằm nhẹ nhẹ như vậy nè, cho mình cắt cho nó đứt, cho nó nhuyễn ra là được rồi. Mình không cần cắt dày quá đâu. Và sau đó thì mình sẽ dùng dao thì mình sẽ cắt nhỏ ra thế này. Khóm này nó nhiều nước ghê, nó ngon. Có khóm như vậy á, thì mình sên cái phần mứt chuối á, nó không có bị lợi đường các bạn. Nhưng mà mình cũng sử dụng thêm chanh hoặc là tắc nha. Mình nhà mình có gì thì mình dùng nấy thôi. Có chanh thì mình dùng chanh, có tắc thì mình dùng tắc. Rồi mình bào khóm xong rồi á, thì mình sẽ tiến hành đi xuống dưới nhà sau á, là mình sẽ sên mứt luôn nha các bạn. Nguyên liệu á, thì mình cũng đã chuẩn bị xong ha. Thì bây giờ là mình tiến hành là mình xào mứt luôn nha các bạn. Thì mình sẽ cho khóm vào mình xào trước nha. Mình xào cho cái phần khóm này á, cho nó ra nước tí xíu. Rồi sau đó thì mình sẽ cho đường với muối vào luôn nha. Mình xào á, thì mình cũng để cái mật lửa cho nó vừa thôi, đừng có để lửa cao quá nha các bạn. Mình xào cho cái khóm này cho nó ra nước tí xíu. Rồi mình cho đường vào nữa, rồi là mình xào tiếp. Xào cho khóm á, cho nó thơm lên. Rồi bây giờ các bạn thấy là bây giờ khóm á, thì nó cũng ra được một ít nước rồi, nó cũng thơm rồi ha. Thì giờ mình sẽ cho đường vào nha, với muối mình cho vào luôn, gừng mình cũng cho vào luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ xào đường nè, với lại khóm với gừng, mình xào cho nó tan đường hết nha các bạn. Khi mà tan đường rồi á, thì mình sẽ cho nước cốt chanh vào. Mình rang á, mình để cái mật lửa cho nó vừa vừa thôi, mình đừng để lửa lớn quá nha. Cái món mứt dẻo này á, mình làm nó cũng lẹ lắm chứ nó không có lâu đâu, tại vì chuối á, là mình cũng đã phơi cho nó khô rồi các bạn, cho nên là mình làm nó cũng lẹ lắm chứ nó không có mất thời gian của mình nhiều đâu ha. Các bạn thấy là khi mà mình xào là đường á là nó mau tan lắm, tại vì nó có hơi nóng á, cho nên là đường nó sẽ mau tan ha. Nhưng mà mình phải đứng mình đảo đều nha các bạn, mình đừng có để cái chảo mà để đường nó tự tan nha.
nếu mà mình đứng mình để đường mà tự tan á, thì nó sẽ dễ bị khét, nó sẽ không có được đẹp và nó cũng không có ngon nữa. Rồi bây giờ đường á, thì nó cũng đã tan ra hết rồi nè, thì mình sử dụng một trái chanh á, thì mình lấy cái phần nước cốt chanh thôi mình cho vào luôn, để giúp cho cái phần mứt của mình á, nó không có bị lợi đường nha. Rồi bây giờ là mình sẽ cho cái phần nước đường này cho nó hơi sánh lại, rồi sau đó mình mới cho chuối vào nha. Giờ đường nó cũng đã tan hết rồi các bạn, bây giờ cái nước đường mình nó cũng hơi sánh lại rồi nè ha. Rồi bây giờ là mình sẽ cho chuối vào luôn nha. Chuối thì mình cắt á, rồi sau đó thì mình để cho nó bời rời như vậy nè các bạn, để khi mà mình xên á thì nó sẽ không có bị dính vào nhau. Rồi miếng chuối khi mà mình múc lên mình ăn á thì nó cũng dẻo, nó ngon nữa. Bây giờ mình sẽ cho chuối vào hết nha. Rồi sau đó thì mình sẽ trộn đều lên, mình trộn nè, mình dùng một đôi đũa với lại cái sạn, mình trộn cho nó đều lên, mình cho cái phần nước đường á nó rút vào trong cái chuối của mình, rút hết á thì mình sẽ cho cái mè với đậu phộng vào nha. Nó thơm quá trời thơm luôn các bạn, mình cho chuối nè với lại còn thơm mùi gừng nữa, nhìn nó rất là ngon. Và bây giờ mình cái việc là mình xào, khi nào mình thấy cái phần nước đường của mình á mà nó hơi ráo á thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Cái món này làm lẹ lắm các bạn, chỉ cần là 10 phút thôi là mình đã ra được một món mứt chuối dẻo rồi ha. Bây giờ cái nước đường á các bạn thấy nè, bây giờ nó rút vào trong chuối hết rồi nè các bạn, thấy không, nó chỉ còn một ít thôi, nhưng mà mình đừng có để cái phần đường mà nó ráo quá nha các bạn. Ráo quá thì cái phần chuối mứt của mình á, cái phần mứt của mình nó sẽ bị lợi đường nha. Và bây giờ này, lúc này là mình cho đậu phộng với mè vô là được rồi đó các bạn. Đây mình sẽ cho đậu phộng ha, cho hết luôn. Mè gan thì mình cũng cho vào luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Bây giờ mình sẽ tắt bếp luôn nha. Mình sẽ trộn đậu xong rồi là mình sẽ cho ra dĩa là mình sẽ thưởng thức luôn là được đó các bạn. Còn không thì mình chờ cho cái phần mứt của mình á cho nó nguội bớt, chứ để nhiều khi nóng quá mình ăn cũng không được nha. Rồi bây giờ là mình sẽ trộn đều lên, mình trộn cho cái phần chuối của mình nè cho nó đều lên. Một hồi nó nguội là nó sẽ dẻo lại nha các bạn. Bây giờ nó còn nóng á, các bạn thấy nó hơi bời rời gì chứ, nhưng mà lúc mà nó nguội rồi thì nó, cái miếng mứt của mình nó sẽ dẻo, nó nhìn nó rất là ngon. Thơm quá trời thơm luôn các bạn ơi. Bây giờ cái mứt của mình nè các bạn thấy nè, bây giờ nó dẻo ghê không. Bây giờ là mình sẽ múc ra dĩa luôn nha, nhìn nó ngon quá, thơm quá trời thơm luôn. Bây giờ là mình sẽ lấy đôi đũa thì mình sẽ múc để qua cái dĩa như thế này. Như cái món này nè là mấy người lớn tuổi á, mấy bà cụ á, như bà nội bà ngoại mình á là thường hay là không có răng á thì hay ăn những cái món mứt này nè các bạn. Đó, các bạn thấy cái dĩa mứt chuối của mình á như thế nào ha, nhìn nó rất là ngon lắm luôn. Thì bây giờ là mình sẽ dùng thử thôi, thì mình cũng mời cả nhà dùng chung với gia đình mình nha. Thì hôm nay mình lấy cây nĩa thì mình sẽ ghim vào như thế này, thì mình sẽ múc một miếng mứt lên rồi mình ăn nha. Mình ăn nó miếng mứt á thì nó dẻo nè, ăn nó có cái vị hơi chua chua ngọt ngọt, tại vì mình có khóm và nước chanh đó các bạn, cho nên là nó có hơi cái vị chua tí xíu thôi chứ nó không có chua nhiều nha. Mình ăn nó thì nó thơm mùi gừng nè với chuối nữa, ăn nó rất là, nó dẻo, nó rất là ngon. Đậu phộng thì nó có cái độ béo béo, các bạn thấy nè cái miếng chuối của mình nè, nhìn nó rất là ngon ha. Cái đậu ngọt á thì các bạn ăn là rất là vừa ăn nha, chứ nó không có bị ngọt nhiều các bạn. Mình nghĩ là chuối nó ngọt sẵn, mình cho đường như vậy á mình nghĩ là nó ngọt, nhưng mà thật sự là nó không có ngọt nhiều nha, tại vì nó có cái độ, nó có cái khóm nè với chanh nữa, cho nên là nó giảm cái độ ngọt của đường lại tí xíu đó các bạn. Ăn nó rất là ngon và thơm lắm luôn. Thì vào ngay cái dịp Tết này á thì mình cũng làm ra những cái món mứt như thế này cho gia đình mình thưởng thức ha. Thì nhiều khi khách khứa lại nhà thì mình cũng có một dĩa mứt như thế này, mình vừa ăn một miếng mứt và mình uống một ngụm trà là mình trò chuyện, nó rất là vui nữa.
thì các bạn cũng làm ăn thử đi. Thì video của mình là sẽ kết thúc tại đây ha. Mình cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.